Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Mẹ đã biến đổi hoàn toàn một người chống giáo hội. Theo tờ La Justus, trong một số mới nhất đã kể câu chuyện một người đàn ông được Đức Mẹ chữa lành về phần hồn tại một nhà thờ thánh Area delle Ratte ở Roma. Leo de Bon lớn lên trong một gia đình tin lành ở Hà Lan. Năm 25 tuổi, anh kết hôn với một thiếu nữ Công giáo và gia nhập giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, anh mất hết niềm tin vào Chúa sau khi đứa con gái 3 tuổi của anh qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 1972. 15 năm sau, anh nhìn thấy một bức ảnh mô tả Đức Mẹ có tài có phép. Đó là một bức tranh trong đền thờ thánh Area delle Ratte ở Roma. Bức tranh mô tả một cuộc hiện ra vào thế kỷ thứ 19 của Đức Maria với một người đàn ông Do Thái chống Công giáo một cách điên cuồng. Điều này đã dẫn đến sự cải đạo ngay lập tức của người Do Thái ấy. De Paul đã vô cùng xúc động trước hình ảnh và câu chuyện đằng sau bức ảnh này. Chính từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh nhớ lại, Đức Trinh Nữ Maria đã đưa tôi trở lại với Chúa Kitô. Chính mẹ đã kêu gọi tôi, một người đã sống như một kẻ vô thần trong 15 năm. Tôi lại trở thành người Công giáo. Nhưng lần này, như chưa bao giờ, tôi tích cực khám phá những điều kỳ diệu của đức tin Công giáo. The Paul có lòng sùng kính Đức Mẹ đến mức anh đã thành lập một trang web có tên là marypace.com dành riêng để truyền bá lòng sùng kính đối với Đức Mẹ và hô hào mọi người quay trở lại với giáo hội Công giáo. Anh nói, tôi ghét giáo hội cho đến khi Đức Maria kêu gọi tôi.